cái màu vàng mình chấm lên tay không á, nó vẫn còn cái đường vải trắng, đâu có được, đâu có hợp lý. Không gian trong nhìn kỹ nó vẫn tối, nó có những cái độ tối trong mà, đúng không? Mình chấm mình không cần phải sáng lắm, mình cứ cho nó hở gì càng đẹp á. Ừ, nó này vẽ ok rồi, thấy những cái bông mình tả là cũng ok rồi. Giờ này là không nói gì nhiều, chỉ có ai mà làm chưa tốt thì mới nói nhiều ha. Ai mà làm thấy ok là thầy dạy mà mới liên tục liên tục. Đó, bé Thư này vẽ quá quýt rồi đó. Dạo này là Thư là lên chắc dữ lắm rồi nha. Đó, thấy không? Vẽ đúng ý thầy dạy luôn á. Nhớ tóc màu trắng như thầy nha. Tóc trắng lên, trắng lên từng từng có. Hạn chế cái màu xám này, đi màu trắng lên đi. Màu trắng rước vô cho nó sáng lên. Ví dụ nha, ở đây thầy nó chưa được trắng lắm nè. Em phải cho thầy một cái đường gân trắng lên nó hừng hừng sáng nha. Nói chung là phải tăng cường thêm đủ màu trắng vô này nha. Chấm cho nó nó thích thích nhau chút xíu, nó đừng có hở rộng quá, em mới cho nó nói chung là nó gần gần nhau xíu nha. Mình cái cao có thấp vậy đó, nhớ nó theo hướng, nói chung là nó tẻ ra đủ hướng nha. Tôi giúp chồng chồng á, cái cao cái thấp cái bập cái ốm đừng có làm điều nhau quá. Rồi dễ vậy đi, đợi xíu đi, nó rồi, chưa? Quay qua.